Video chỉ mang tính chất giải trí, không có ý cổ xí cho những hành động xấu hoặc trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam và cũng không được bắt chước theo hành động trong video. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nóng nực, nóng nảy. Không những nóng mà còn mạng lag nữa. Trời ơi, like cái video, like bình luận của các bạn còn không sâu đi. Trời sao mà xem được. Lát rồi nè, từ để tôi xem coi. Ông lắc cho bình luận luôn, trời quá trời. Từ để tôi đọc lẹ, không thôi là nó lắc nữa rồi. Gì đây, video của anh hay quá. Ok, một like nè. Ok, video của anh chất lượng quá, em sẽ like hết video của anh luôn. Được nè, like cho bạn luôn. Còn tiếp theo là gì đây? Anh ơi, hãy chỉ em cách tỏ tình rồi đó đi. Dạo này em có thích một bạn nhưng mà em chưa biết tỏ tình bạn ấy như thế nào. Sao cái bình luận đó nhiều like quá vậy? Thôi, mà bỏ chuyện đó qua một bên đã thì ok, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh của tôi. Thì tôi chính là Quay, chứ cái nào Quay nắp đi. Thì trước khi video này bắt đầu, các bạn đừng quên để lại cho tôi một nút like, một nút đăng ký và một nút chia sẻ đó nha. Và đừng quên là 90% các bạn đang xem video của mình chưa có đăng ký cho mình thì nhớ nhấn nút đăng ký nha. Nếu video này đạt được khoảng 4.000 like thì tôi sẽ tiếp tục với những video siêu xịn tiếp tới này anh em. Được rồi, bây giờ vào vấn đề chính luôn. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách để tỏ tình crush. Các bạn đã có crush ai chưa thì đừng quên là bình luận phía dưới nha. Thì đây, bây giờ vào bước đầu tiên thì chúng ta phải chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì thì các bạn hãy đi theo mình đi để rồi sẽ biết. Cách 1, phải trở thành da dày dầu. Được chưa? Nhưng mà từ bây giờ để tôi biến thành da dày dầu coi coi. Đấy, đóng cửa lại. Xin chào các bạn, tôi chính là Rikit đây. Đó, thì mình phải trở thành Rikit nè. Đây, nó một chỉ, tôi cả cây, dùng 3G xem Wii Noob. Đó, ghê chưa. Rap ghê không? Đó, lên Rikit là phải vậy. Rikit là phải gọi là đồ gọi là xịn sò lên đeo về cái kiểu nè. Còn có cái gọi là cái vòng vàng trên đầu với lại ba cái vòng trên tay. Ôi rồi, đó là Rikit vậy ai? Con gái nào mà không đảo đúng không? What? Đó, chuyên gia tư vấn các bạn fan ở trên YouTube. Ok. Rồi, tao đi kiếm ai để tôi thử xem cái độ bật. Con bò đây rồi, để tôi xài tuyệt chiêu gọi là kỹ năng tỏ tình của tôi cho. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Nè. Chào anh. Em có thấy anh đeo cộng 3 cộng chỉ vàng với lại 2 cộng chỉ ở trên cái đầu không? Em thấy. Ủa, anh không thấy mạng hả? Không, anh thấy anh rất là giàu sang. Nếu em muốn giàu sang phú quý, bồn cầu rác vàng thì em có thể đi theo anh. Em có thể làm bạn gái của anh được không? Wow. Đổ chắc luôn. Mà anh có thể mua cho em bồn cầu rác vàng đúng không? Tất nhiên, anh có thể mua cả một công ty sản xuất bồn cầu rác vàng cho em luôn. Nhưng mà sao em nhìn giống cái vàng trên người anh giống như vàng giả quá anh ơi. Vàng thiệt. Alo. Vàng thiệt. Ok. Vàng thiệt mà nói vàng giả là wow nha. Vàng này. Vàng này là vàng 20 carat nha. Mới 20 hả? Ủa 24. Ủa 24 carat. Lộn. Quên. Không sao. Anh giàu có vậy chắc là mấy chục miếng đất luôn. Trời ơi, nhà hả mấy chục cái của cải rồi mấy chục cái ô tô Mercedes luôn á. Trời dựng hoài trời. Trời ơi, vậy anh có cái đùm lát cạc không? Cái cạc mà do người giàu có không? Là gì ta? Nói chung là có. Trời, nhà anh có đầy đủ, hả, nhà đầy đủ điều kiện, thoải mái đi em. Em trời miễn ơi. Sao em làm bạn gái của anh thôi. Come here baby. Trời ơi, dại ghê á, chị tình. Sao? Bây giờ em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Đổ chắc luôn, hồi con chim kia này dạ. Mà ông đổ thì thôi. Đây, em nói câu trả lời cho anh nghe nha. Sao? Không. Ôi trời. Hả? Nội từ đâu ra chui vô làng tôi vậy? Nhìn từ trên xuống dưới, nhìn cái vàng này là biết vàng giả rồi cho nội ơi. Vàng này vàng thiệt, 24 carat, hàng chất lượng có 102 ở Việt Nam. Nãy tôi gọi ông ơi, nãy chị gì? 20 carat hả? Người giàu làm gì biết 20 carat là chị 24 carat của ta. Trời ơi, nhà giàu này nhà giàu phát anh nghe. Anh hết lộn mà tôi. Ngu rút. Chết rồi, anh lộn cái từ đó rồi, giờ nó bắt bẻ. Nói cho ông biết nha, từ trên nhìn xuống dưới là toàn vàng mã không à. Bây giờ nếu mà em không chấp nhận làm bạn gái của anh là em sẽ bỏ lỡ mất một cơ hội. Thôi, giỡn. Bây giờ em thử lòng anh, em thử con thử cái mặt cô hồn thì sao không thôi. Vậy là em nãy giờ thử lòng anh hả? Đúng rồi. Anh là thiệt mà.
em thử lòng em coi chứ anh có phải thiệt kia không thôi. Nhưng mà anh thật thiệt. Ê, anh đi qua đây em, anh vô nhà em đi, anh ngồi nói chuyện chứ. Trời ơi, thấy gì chưa, thấy gì chưa. Thôi tôi chỉ làm một cái một thôi là dính liền anh em. Trời, sao thôi, sao đưa đây đứng đó anh. Rồi, đứng đây. Nói nghe, cái đó em thử làm một, bây giờ em thử làm hai. Bây giờ anh mà qua được cái này em tới với anh luôn. Sao, sao, nói đi. Dạ, em sẽ sẽ trời kìa. Wow, ê, 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 mày đừng có nghĩ, tao không biết mày nhưng mà cô hồn, các bạn, tao sợ thảo không mày. Trời ơi, đau quá. Trời ơi, không hiểu sao luôn. Trời, mặt mình trời bị mấy con chuột cắn. Trời ơi, đau, tiếng con mắt rồi nè. Trời ơi, thức cây đau quá. Tỏ tình, vậy là cách này không thành công rồi anh em. Vậy là lạc cách đó, lạc hậu rồi. Qua cách mới đi mà, tôi có cách khác hay hơn. Anh em đợi tôi đi. Đây, cách mới của tôi. Búp, đi vô cái. Xin chào anh em, tôi chính là một con người với cơ thể 6 múi. Với cơ thể 6 múi này thì con gái nào ai cũng sẽ đổ mà thôi. Nice. Đó, anh em thấy không? Kế hoạch tiếp theo của tôi đó chính là trở thành cái Hàn Quốc 6 múi anh em à. Đó, cái kiểu này là đổ chắc luôn anh em. Trời, không giàu nhưng mà đủ sống. Nhưng mà nhìn cái bộ 6 múi là đủ ăn đủ sống rồi các bạn. Okay, cái con mồi hồi nãy á tôi làm thất bại, bây giờ tôi sẽ kiếm lại, gọi là làm lại anh em à. Không thành công thì chúng ta phải làm lại cho đến khi nào nó thành công mà thôi. Bây giờ phải đi kiếm con quỷ trên kia mới được, để đi tỏ tình nó lại coi. Con quỷ này nó cũng cứng rắn đó, con gái cũng cứng rắn cứng đầu thật đấy. À đâu gì vậy? À, tụi nó đang làm gì kìa? Đang câu cá hả? Mình tới gần cái coi, để mình tới rình cái coi tụi nó đang câu cá làm gì đó. Câu cá nhiều á, con cá đó tôi nướng cho. Trời ơi, hôm nay tôi mới gặp công thức nấu ăn mới ngon lắm. Rồi đó, 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 đó. Kiểu gì gặp cái kiểu này là cũng gặp cơm chó đó. Bây giờ tôi sẽ tới, tôi sẽ làm người người thứ, người thứ hai rưỡi. What? Tôi tới tôi chiên ngang cuộc đời của họ. Kê, 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 nó kê. Dạ, dạ. Dạ. Chào em. Thằng nào đây? Ủa? Chào em. Ai vậy? Anh từ một nơi phương xa tới. Nhưng mà trong lúc mà anh đang đi qua khu làng này thì anh đã chạm phải ánh mắt của em. Ánh mắt như ngọc trời long lanh ở dưới đáy biển. Anh đã say mê vì em. Vô tay. Em có người yêu rồi. Người yêu hả? Bỏ nó đi. Cái thằng này, em nhìn thấy anh không? 6 múi của anh đây. Anh đã có 6 múi chứng tỏ rằng anh đã trải qua rất là nhiều cố gắng, biết bao nỗ lực mới trở nên 6 múi. Còn thằng này thì gì? Bụng thì phải, bụng thì phải. Nha nha nha. Múi, 6 múi tụ vô một cục. Em thích cha bụng phải hơn, bởi vì á người ta đi làm người ta có tiền, người ta ăn nhiều thôi. Lỡ là anh là trai không thật thà sao rồi? Bad boy, đúng rồi, đúng rồi. Vậy vậy anh mà là bad boy. Anh nói thiệt, anh đi tập 6 múi là để cái múi 6 múi này vì em đó. Trời, đổ liền. Sao sao mày muốn đánh lậu, muốn lậu không? Nó muốn thân đánh bại á. Bây giờ đánh nhau đi. Đổi ai thắng thì người đó. Dì liệu rằng nếu anh thắng thì trái tim em có đổ về anh không? Hoài hoài. Ôi tất cả luôn. Anh thắng được khối mì của tôi giết bây giờ biết. Lám cho, đi ra nè. Một, hai, ba. Chào, chào. Mình đã có cường hóa cái cơ thể mình, gọi là cho nó cứng rắn hơn anh em à. Quýnh. Đau tay quá gì? Xí, sao? Đi làm gì? Chuẩn bị đây ăn một đấm mà nằm nè. Một đấm à? Ôi vậy trời. Tới đây, một đấm à, đấm lên ngực nè. Đấm. Tao quay anh chiêu bắt dây. Cái đầu sao nó chơi qua bơ không trời ơi. Chơi. Tao quá mà. Được rồi, tôi quyết tâm rồi. Qua cách cuối cùng anh em à. Tới hôm nay thôi, anh em nào muốn tôi tiếp tục gọi là thử cách tỏ tình này thì quên bình luận phía dưới nha. Cách cuối cùng này cách là gọi là siêu đỉnh cao luôn nè anh em. Anh em đợi xíu đi, tôi xuống phòng thí nghiệm tôi làm cho anh em xem. Chế thuốc tình yêu gật cần gạt. Anh em nghe xong là anh em đủ hiểu rồi chứ gì. Tắt cần gạt, mở cửa ra, lấy một cái nè. Đây chính là thuốc tình yêu. Với lại thuốc này thì không con gái nào có thể ngăn cản được tình yêu cả. Trời ơi, cách cuối cùng này là cách thành
công, siêu thành công của tôi luôn anh em à. Anh em hãy để lại bình luận phía dưới là anh Huy BR quá nha. Được rồi, bây giờ tôi sẽ qua nhà con Chinh Kỳ, tôi sẽ quăng cái thuốc này vô người nó. Trời ơi, cách thứ ba không đỡ nữa thì thôi luôn. Em thấy ghê không? Trời, cách thứ ba mà là cách cuối cùng mà trời, siêu dễ anh em. Thôi, Chinh Kỳ đâu rồi? Chinh Kỳ! Chinh Kỳ! Ủa, cửa mở ra rồi. Ủa, con Chinh Kỳ đâu ta? Ủa, cửa mở ra nè. Không lẽ nào nó lại qua nhà hai chị nó ăn cơm chó nữa? À không, mình ăn cơm chó nó làm gì ăn cơm chó trời. Thôi, em mình qua thử coi. Đi qua. Ủa, đâu rồi ta? Không thấy đâu ta? Mình phải đợi đây xem nó có ra hay không. Đây rồi, con mồi béo bở đây rồi. Đi theo, đình đập đi theo anh em à. Well. Nó đi đâu kìa, nó, ơi, hình như nó về nhà nó anh em. Từ, để tôi bò. Nó đi về nhà nó rồi, xuống cái, nó đi vô nhà nó. Được, về nhà rồi, vậy thằng Hai Chi vẫn còn ở trong kia. Trong nhà của thằng Hai Chi. Ủa, mở cửa đi vô. Con Chinh Kỳ đâu rồi? Chinh Kỳ ơi, Chinh Kỳ ơi. Nó đang làm bánh ở đây nè anh em. Được rồi, thuốc tình yêu ơi, hãy dính bùa đi. Hãy da. Bùm. Dạ. Điên, mày làm gì vậy Kỳ? Dây. Ông quay, sao anh đang nhìn ông lạ vậy? Quay đứng lại. Ủa, mày giả anh Chinh Kỳ làm gì vậy? Định cho anh bỏ trên tôi, anh đi thấy ông đèn nè. Đứng lại, đứng lại. Cái gì vậy? Chết tôi rồi. Đây, con quỷ Hà Kỳ. Chảnh ra. Mày ai ra? Quýnh nhau, mày chạy ai? Ai người ra? Quay, đứng lại quay. Trời ơi. Cứu tôi Chinh Kỳ ơi, cứu tôi Chinh Kỳ. Trời ơi, thằng quỷ A Chi. Thằng quỷ A Chi nó mê trai kìa, nó trộn bóng rồi kìa. Ôi, tôi đang bắn. Tôi với lại A Chi. Chinh Kỳ, tụi bà chia tay đi, tôi có quay rồi. Trời ơi. Quý A Chi. Bố trộn bóng. Trời ơi. Trời ơi, anh em ơi. Trời ơi. Trời ơi, đâu. Không hiểu sao cả chị nó giả quỷ Chinh Kỳ làm gì không biết luôn. Anh em ơi, nói chung là cách tỏ tình sao anh em cứ tỏ tình theo cách của các bạn, chứ tôi á tỏ tình sai quá rồi, các bạn đừng nên làm cách tỏ tình như thế vậy nha. Ba cách tôi tỏ tình hồi lúc nãy đừng có làm theo nha, trời ơi làm theo vậy giận hậu quả lắm đó. Chạy lẹ thôi, tạm biệt các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.